thưa quý vị tiêm silicon lên mặt, lên vùng má, cằm hay là chán là câu chuyện đã cũ. giờ đây thì lại đang xuất hiện xu hướng tiêm silicon để tạo hình tai phật, tai búp măng để đổi vận giàu sang. có thể là vận chưa thấy đổi nhưng mà đã có nhiều người gặp phải chứng biến chứng nguy hiểm và phải nhập viện thậm chí là phải cắt bỏ bàn tay. một người phụ nữ 46 tuổi ở Đà Nẵng cho biết thấy người bạn của mình tiêm mỡ nhân tạo để giúp tạo hình tai Phật nên đã làm theo. Đồng thời tiêm thêm nhiều vùng khác trên cơ thể. Sau đó vùng trích thì bị chai cứng xuất hiện dấu hiệu sưng đỏ, tím tái. Đụng vào thì đau đến bộ đọc. Cơ sở y tế địa phương nạo hút nhưng mà tình trạng không thuyên giảm. Theo đó thì bệnh nhân này vào thành phố Hồ Chí Minh với hai tay bị sưng to. Vùng cằm thì bị áp xe, sưng tấy, hai tay thì cũng bị phù, bầm tím loang lổ. Đi đến đâu thì cũng phải chùm kín tay chân, hai tay vì càng lúc càng sưng to và biến dạng. Các bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ cho biết, hợp chất spa tiêm cho bệnh nhân không phải là mỡ nhân tạo mà là silicon dạng lỏng, chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong làm đẹp. Trường hợp bệnh nhân nữ này phải nạo vét toàn bộ silicon lỏng len lỏi khắp các mô cơ, tránh tình trạng chuyển biến xấu có thể gây nhiễm trùng hoại tử và bắt buộc phải cắt bỏ tai. Các bác sĩ cũng cho biết nạo silicon là một trong những kỹ thuật khó dự đoán được kết quả nhất vì không rõ chúng đã len lỏi khắp nơi ngấm vào những đâu bác sĩ cũng khuyến cáo hiện nhiều người tiêm chất filler tức là chất làm đầy mỡ nhân tạo để tạo hình tai phật mong đổi vận giàu sang song cũng cần chú ý vì tai là bộ phận dễ bị tổn thương và nếu tiêm một lượng quá lớn filler thì kỹ thuật sai sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và đặc biệt lưu ý không có chất nào gọi là mỡ nhân tạo cả đây trở lẽ những chiêu trò quảng cáo của các spa chui đánh lừa nạn nhân bằng cách là tiêm silicon lỏng vốn đã bị cơ quan chức năng cấp